Ông Phượng hé lộ hậu trường quay MV châm biếm những ai xen vào ồn ào của gia đình mình. Bản thân Hữu Bình đảm nhận vai chính trong sản phẩm âm nhạc mới. Đồng hồ đích thị là hậu phương vững chắc, đảm nhận vai trò chỉ đạo diễn xuất trong sản phẩm âm nhạc của vợ. Ăn cơm gà mà nói chuyện người ta, tầm bay tầm ba, sớm chiều đi la cà. Drama sao? Đó, đọc đi. Drama lâu nhất hành tinh hả? Drama nào mà lâu nhất hành tinh dữ vậy trời ghê ha. Dài cái năm này dài. Chuyện người ta này. Đúng rồi. Xấu đẹp gì chuyện của ta. Đúng. Đúng rồi. Quay xong MV này là 6 người này đã đạt tới cảnh giới vô lượng vô biên rồi nè, giác ngộ hết rồi đó mọi người. Tay xong lời nè. Về lại chỗ cũ nha. Ao không nè, đã bị ao không nè, về lại chỗ cũ nha. Anh Trung. Là bốn này giữ. Đây nè mọi người tập trung. Bài xong nè, về một cái. Những ngày qua, Hồng Phượng nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi phát hành một MV với lời bài hát có phần châm biếm đến những người hay để ý chuyện gia đình của người khác. Mới đây nhất, hậu trường quay hình cho MV này cũng hé lộ với khán giả, theo đó kịch bản và ý tưởng dàn dựng cho sản phẩm âm nhạc này đều do Hồng Phượng đảm nhận. Các đạo cụ trong MV cũng được làm hoàn toàn bằng thủ công, mọi người tự chuẩn bị trước ở nhà và đem ra bối cảnh để diễn cùng nhau. Diễn viên Long Hồ, chồng của nữ ca sĩ đảm nhận vai trò chỉ đạo diễn xuất cho toàn bộ MV. Có thể nói anh là cánh tay phải đắc lực của bà xã khi đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống. Hồng Phượng đã mời những người bạn thân thiết của mình như diễn viên Hữu Bình, Lê Trung góp mặt diễn xuất trong tác phẩm lần này. Đây cũng là hai người thường xuyên góp mặt trong những dự án của gia đình cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Gần đây nhất diễn viên Hữu Bình xuất hiện trong đêm nhạc cải lương của gia đình diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2023. Hậu trường buổi quay với không khí vui vẻ, thoải mái, mọi người cười nói với nhau khá rộn ràng. Nội dung của buổi nói chuyện giữa Hồng Phượng và những người bạn của mình dù không đề cập cụ thể đến vấn đề nào, chỉ ẩn ý những cụm từ như drama dài nhất hành tinh, sao kê, vu khống nhưng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Có thể nói những ngày cuối năm của Hồng Phượng khá bận rộn khi cô vừa hỗ trợ quán bún bò của gia đình, tranh thủ thời gian ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới tặng cho khán giả. Gần đây nhất cô còn bán cả áo dài để mọi người diện đi chơi những ngày đầu năm mới. Cả giỏ quà mứt Tết hay áo dài, Hồng Phượng đều đặt rất nhiều tâm huyết để gửi đến khán giả thân yêu của mình. Cô cho hay mình sẵn sàng có lợi nhuận ít nhưng mang những sản phẩm chất lượng đến với khán giả. Những ngày cận Tết, nữ ca sĩ cùng gia đình đã đi đến thắp hương tảo mộ cho ông bà, các cậu dì trong gia đình và nhất là mộ phần của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh cả nhà đến dọn dẹp mộ của ông bà ngoại và phần mộ của ba mẹ của anh Thành Mỹ. Nghệ sĩ Kim Thoa hết lòng chăm sóc nghệ sĩ Hồng Nhung, hành động này phần nào thể hiện tình cảm chị em khăng khít hai người dành đến cho nhau. Đối với gia đình, đây là mùa Tết buồn khi mà người quan trọng trong nhà đã không còn nữa. Hồng Phượng và nghệ sĩ Hồng Nhung cũng không còn hào hứng đón năm mới. Hai người dự tính thực hiện các nghi thức cúng theo phong tục truyền thống, không đi chơi hay có hoạt động giải trí nào cụ thể trong năm mới. Nữ ca sĩ sau khi đón giao thừa với mẹ sẽ về quê của chồng để thăm ba mẹ và cho con gái thăm ông bà nội. Hy vọng rằng năm mới đến sẽ mang theo những niềm vui mới, những ồn ào năm cũ sẽ sớm được giải quyết, trả lại cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.